Giải đấu được diễn ra tại Hải Dương và cũng là năm đầu tiên mà bóng chuyền Việt Nam có tới hai đại diện tham dự. Và ngay từ lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã lên danh sách đội hình trẻ. Theo danh sách triệu tập dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tham dự VTV Cup 2017 sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phạm Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Thị Thu Ngọc. Bên cạnh đó là 11 cầu thủ triển vọng được tuyển chọn từ giải bóng chuyền trẻ quốc gia vừa qua. Trong đó, câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An mỗi câu lạc bộ đóng góp 3 vận động viên. Tiếp đến là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng có 2 đại diện. Còn lại, câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương cùng với Vĩnh Long và Vĩnh Phúc đều có 1 vận động viên được gọi vào đội tuyển. Sau những màn thể hiện ấn tượng của các cầu thủ tại giải trẻ toàn quốc vừa qua, VTV Cup 2017 chính là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội được cọ sát thi đấu với các đội bóng khách mời chất lượng của giải. Theo lịch thi đấu dự kiến, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là tuyển trẻ Thái Lan, Indonesia và đội sinh viên Nhật Bản. Ở những diễn biến của môn quần vợt,